Trong bối cảnh căng thẳng với phương Tây ở mức cao, Nga-Trung tiếp tục có những động thái thắt chặt quan hệ khi mới đây một quan chức hàng đầu của an ninh xứ Bạch Dương đã đến thăm đất nước tỷ dân để bàn về hàng loạt hợp tác. Trong khi đó, những căng thẳng giữa Nga và Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Mới đây, một tướng lĩnh cấp cao của Mỹ cảnh báo rằng những bước đi tiếp theo của Nga đối với hiện trạng của xung đột ở Ukraine là rất khó lường. Chủ tịch Hạ viện Mỹ lên án Azerbaijan trong cuộc đụng độ biên giới mới nhất với Armenia, một động thái được cho là Mỹ đang muốn gây ảnh hưởng tại sân sau của Nga. Ở phía ngược lại, Azerbaijan nói những nhận xét của bà Pelosi có thể phá vỡ các nỗ lực hòa bình tại khu vực Trung Á. Các tin tức đáng chú ý khác trên thế giới. Anh và Ireland cùng thể hiện thái độ lạc quan về tiến trình đàm phán liên quan đến Nghị định thư Bắc Ireland. Ấn Độ và Singapore vừa ký một thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực FinTech. Maldives kỳ vọng Mỹ sẽ mở đại sứ quán đầu tiên trên quốc đảo vào cuối năm nay. Hungary cam kết đáp ứng các điều kiện để mở khóa các quỹ của EU. Tổng thống Pháp tặng vua Charles III sách ảnh về nữ hoàng. Bảo tàng Trung Quốc trưng bày chiếc máy ảnh dạng súng quý hiếm từ thời Thế chiến II. Hàng triệu tín đồ bia Đức cuồng nhiệt tham gia lễ hội Oktoberfest. Hãy cùng chúng tôi theo dõi nội dung chi tiết ngay sau đây. Quý vị khán giả đang đến với chương trình Thế giới hôm nay. Kính thưa quý vị, hôm qua 18 tháng 9, Thư ký Hội đồng An ninh Nga, ông Nikolai Patrushev đã đến Bắc Kinh bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc kéo dài 2 ngày. Thông tin vừa được Reuters đăng tải mới đây. Theo kế hoạch, ông Patrushev sẽ tham gia loạt các cuộc họp và tham vấn ở Trung Quốc trước khi trở về nước vào ngày 20 tháng 9, trong đó bao gồm Diễn đàn Đối thoại An ninh Chiến lược Trung-Nga lần thứ 17 và Hội nghị Hợp tác An ninh Thực thi Pháp luật Trung-Nga lần thứ 7. Chuyến đi của Thư ký Hội đồng An ninh Nga diễn ra sau cuộc gặp của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thuộc khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO tại thành phố Samarkand, Uzbekistan hồi cuối tuần trước. Sự kiện đánh dấu lần gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi cuối tháng 2. Tại cuộc gặp, ông Tập đã một lần nữa nhắc lại sự ủng hộ của Bắc Kinh đối với Moscow trong những vấn đề liên quan đến lợi ích cốt lõi của đất nước. Trong khi đó, ông Putin nói, "Chúng tôi đánh giá cao vị thế trung lập của Trung Quốc khi đề cập đến cuộc khủng hoảng Ukraine. Chúng tôi hiểu những thắc mắc và mối quan tâm của Trung Quốc về điều đó." Theo tờ South Morning China Post, câu nói này được cho là ông Putin đã gián tiếp thừa nhận rằng ông Tập quan ngại về xung đột ở Ukraine. Ngay sau đó, Mỹ đã mô tả đây là một động thái có phần bất ngờ. Tiếp tục là các thông tin liên quan đến xung đột Nga-Ukraine. Một tướng lĩnh cấp cao của Mỹ mới đây đã đưa ra lời cảnh báo rằng đối với hiện trạng cuộc xung đột bây giờ, những bước đi tiếp theo của Nga tại Ukraine vẫn chưa rõ ràng và kêu gọi quân đội Mỹ đóng quân ở Đông Âu phải luôn cảnh giác. Ông Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, đã đến thăm một căn cứ quân đội Mỹ ở Ba Lan, hỗ trợ cho Ukraine. Reuters được yêu cầu không công bố tên và mô tả vị trí của căn cứ này. Tại đây, ông Mark Milley nói với các phóng viên rằng Ukraine đang chiếm ưu thế trên chiến trường, vì vậy rất khó biết được những phản ứng tiếp theo của Nga. Nhưng trách nhiệm của quân đội Mỹ là luôn duy trì trạng thái sẵn sàng và cảnh giác cao độ. Đồng thời, ông Milley cũng yêu cầu quân đội Mỹ đang đóng quân ở châu Âu không được có bất kỳ đe dọa nào làm căng thẳng gia tăng tại chiến trường Đông Âu. Vào cuối tuần qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden tiếp tục có phản ứng đối với Mỹ liên quan đến xung đột Nga-Ukraine. Cụ thể, ông lên tiếng cảnh báo Trung Quốc rằng nước này sẽ phạm một sai lầm lớn nếu cung cấp vật chất cho Nga để phục vụ cho hoạt động quân sự đặc biệt tại Ukraine. Trong một cuộc phỏng vấn với đài CBS mới đây, ông Joe Biden cho biết mình đã có cuộc điện đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình ngay sau khi nhà lãnh đạo Trung Quốc có cuộc gặp với ông Putin tại Thế vận hội hồi tháng 2. Tổng thống Biden cho biết đây không phải là lời đe dọa, nhưng chỉ muốn nói rằng nếu ông Tập Cận Bình nghĩ người Mỹ và các nước khác vẫn tiếp tục đầu tư vào Trung Quốc, trong khi Bắc Kinh vẫn vi phạm các lệnh trừng phạt đã áp dụng đối với Nga, đó sẽ là một sai lầm to lớn. Ông Biden đã mô tả những tác động và hậu quả nếu Trung Quốc hỗ trợ vật chất cho Nga khi họ tiến hành hoạt động quân sự đặc biệt vào Ukraine. Theo Tổng thống Biden, hiện nay vẫn chưa có dấu hiệu gì cho thấy Bắc Kinh đã cung cấp vũ khí cho Nga trong cuộc xung đột với Ukraine. Tuy nhiên, hãng tin Bloomberg cho biết ngay cả khi không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Trung Quốc hỗ trợ cho Nga, quan hệ kinh tế Mỹ-Trung vẫn căng thẳng. Nhà Trắng đã thực hiện các biện pháp để đảm bảo chuỗi cung ứng trong nước nhằm cắt giảm sự phụ thuộc vào quốc gia châu Á và siết chặt các khoản đầu tư nước ngoài vào Mỹ. Hiện chính quyền Biden đang xem xét liệu có nên nới lỏng thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc hay không. Khi được hỏi liệu mối quan hệ giữa Trung Quốc và Nga có thể kéo Mỹ vào một cuộc chiến tranh lạnh của thế kỷ 21 phức tạp hơn, ông Biden cho biết ông không nghĩ đây là một cuộc chiến tranh lạnh mới, phức tạp hơn. Tuần trước, ông Tập Cận Bình và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng đã bày tỏ quan ngại về xung đột Nga-Ukraine tại các cuộc họp bên lề thuộc khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO ở Uzbekistan. Thưa quý vị, tình hình địa chính trị thế giới đang diễn biến vô cùng khó lường khi xung đột Nga-Ukraine chưa được giải quyết. Những căng thẳng giữa các quốc gia Liên Xô cũ liên tiếp leo thang, biến thành các cuộc đụng độ biên giới. Đáng chú ý là cuộc xung đột Armenia-Azerbaijan hồi đầu tuần trước. Đây là một trong những chủ đề được Đức Giáo hoàng Francisco nhắc đến trong bài thánh lễ Chủ nhật vừa qua. Trước hàng ngàn giáo dân tại quảng trường Thánh Peter, Đức Giáo hoàng Francisco đã kêu gọi Armenia và Azerbaijan tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn ở Moscow làm trung gian. Ngài nói, hòa bình có thể được lặp lại nếu chúng ta ngừng tiếng súng đạn và bắt đầu đối thoại. Theo số liệu thống kê từ hai phía, ít nhất 200 người đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh giữa Armenia và Azerbaijan bùng nổ hồi đầu tuần trước. Lệnh ngừng bắn do Moscow làm trung gian đã kết thúc vụ đụng độ mới nhất của hai quốc gia Liên Xô cũ. Tuy nhiên, những căng thẳng âm ỉ giữa Armenia và Azerbaijan liên quan đến khu vực tranh chấp Nagorno-Karabakh chưa được giải quyết hoàn toàn, có thể sẽ làm bùng phát các vụ bạo lực tương tự của đụng độ hồi 2020, khiến 6.500 người thiệt mạng. Cũng liên quan đến cuộc đụng độ Armenia-Azerbaijan, hôm qua 18 tháng 9, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã có chuyến thăm đến Armenia. Tại đây, bà Pelosi đã lên án mạnh mẽ những gì mà bà mô tả là các cuộc tấn công biên giới bất hợp pháp của Azerbaijan nhằm vào Armenia. Động thái này được cho là Mỹ đang muốn gây ảnh hưởng tại sân sau của Nga. Tại cuộc họp báo ở thủ đô Yerevan, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã gọi chuyến đi đến Armenia lần này của bà mang ý nghĩa quan trọng. Sau những hành động quân sự bất hợp pháp của Azerbaijan trên lãnh thổ Armenia, làm dẫn đến cuộc đụng độ biên giới khiến 200 người thiệt mạng. Bà Pelosi đồng thời cho biết đã lắng nghe phía Armenia trình bày về nhu cầu liên quan đến năng lực phòng thủ và Washington muốn giúp đỡ, hỗ trợ Armenia ở khía cạnh này. Nữ Chủ tịch Hạ viện Mỹ còn chia sẻ về sự bất ngờ và thú vị khi Armenia nói cảm thấy thất vọng trước phản ứng của Liên minh do Nga dẫn đầu trước vụ đụng độ mới diễn ra. Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, bà Pelosi đã đến đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm những nạn nhân trong tội ác năm 1915, được thực hiện bởi đế chế Ottoman. Cùng ngày, Azerbaijan đã đưa ra bình luận về những tuyên bố của Chủ tịch Hạ viện Mỹ bà Nancy Pelosi xung quanh cuộc đụng độ giữa nước này và quốc gia láng giềng Armenia. Chính quyền Baku cho rằng phát ngôn của bà Nancy Pelosi là không có cơ sở và không công bằng, cũng như giáng một đòn mạnh vào các nỗ lực hòa bình. Trước những chỉ trích của bà Nancy Pelosi cho rằng Azerbaijan đã thực hiện cuộc tấn công bất hợp pháp nhằm vào Armenia, Bộ Ngoại giao Azerbaijan nói nhận xét này là thiếu công bằng và không có cơ sở. Đồng thời, phía Azerbaijan cũng cho rằng bà Pelosi luôn có chủ đích ủng hộ người Armenia và đang cố tuyên truyền giúp nước này. Theo Bộ Ngoại giao Azerbaijan nhận định, đây là một đòn giáng nghiêm trọng vào những nỗ lực bình thường hóa quan hệ giữa hai quốc gia Trung Á trong bối cảnh lệnh ngừng bắn đã được thiết lập. Chính quyền Baku khẳng định, việc bà Pelosi đưa ra những nhận xét như vậy chỉ là để làm hài lòng những người Mỹ gốc Armenia trước cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ. Bên cạnh đó, Azerbaijan cũng lặp lại quan điểm của mình rằng cuộc giao tranh xảy ra là do Armenia đã thực hiện một cuộc khiêu khích quân sự quy mô lớn. Chính quyền Yerevan trước đó đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc này. Cùng chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác trên thế giới. Mỹ, Jordan và 28 quốc gia đối tác khác mới đây đã kết thúc cuộc tập trận Eager Lion, được đánh giá là một trong những cuộc tập trận quân sự lớn nhất Trung Đông. Thông tin được Reuters cập nhật gần đây. Cuộc tập trận Eager Lion được tổ chức tại Vương quốc Jordan từ ngày 4 tháng 9 đến 15 tháng 9 nhằm thúc đẩy trao đổi chuyên môn và cải thiện mối quan hệ hợp tác giữa các quốc gia. Tướng Michel Eric Kurian, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung tâm của quân đội Mỹ cho biết, khi bắt đầu lập kế hoạch cho cuộc tập trận, các nhà hoạch định kế hoạch của chúng tôi và phía Jordan đã có cuộc gặp gỡ và bàn bạc để thiết kế hoạt động này với 3 mục tiêu chính là xây dựng khả năng tương tác, duy trì quan hệ đối tác vững chắc và tăng cường an ninh trong khu vực. Trong một thông cáo báo chí từ Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, có khoảng 1.700 quân nhân Mỹ, 2.200 thành viên thuộc lực lượng vũ trang Jordan và 591 nhân viên được liên minh từ 28 quốc gia đối tác khác đã tham gia vào cuộc tập trận này. Dẫn các nguồn tin thân cận, Reuters cho biết, sau cuộc gặp mới đây, nhà lãnh đạo Anh và Iceland đã cùng đồng ý rằng vẫn còn cơ hội để thương lượng một kết quả mới cho các vấn đề xoay quanh nghị định thư Bắc Ireland. Vừa qua, Thủ tướng Anh Liz Truss và người đồng cấp Ireland Michel Martin đã có cuộc gặp tại tang lễ nữ hoàng Elizabeth II. Hai nhà lãnh đạo đã có cuộc thảo luận ngắn về Nghị định thư Bắc Ireland sau khi Anh rời khỏi Liên minh châu Âu. Nghị định thư Bắc Ireland là một phần trong thỏa thuận Brexit. Theo đó, để không phải thiết lập đường biên giới trên bộ giữa khu vực Bắc Ireland thuộc Vương quốc Anh và Cộng hòa Ireland, nhưng vẫn đảm bảo hàng hóa từ Anh sang EU phù hợp các tiêu chuẩn của thị trường chung châu Âu. Các bên thống nhất lập ra các điểm kiểm soát hàng hóa từ Anh sang Bắc Ireland. Tuy nhiên, kể từ khi được áp dụng vào đầu năm 2021, việc kiểm tra hàng hóa vận chuyển từ Anh sang Bắc Ireland đã gây ra tình trạng tắc nghẽn, khiến cho Cộng hòa Ireland bị khan hiếm hàng hóa và gây khó khăn cho các doanh nghiệp của cả hai nước. Đài truyền hình Ireland RTE đưa tin, Thủ tướng Liz Truss đã đồng ý với Thủ tướng Michel Martin rằng vẫn còn cơ hội để hai nước đàm phán một kết quả tốt hơn dành cho Nghị định thư Bắc Ireland. Phát ngôn viên của chính phủ Cộng hòa Ireland từ chối tiết lộ chi tiết về những gì đã được thảo luận trong cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo ở London. Mới đây, cơ quan tiền tệ Singapore MAS và cơ quan trung tâm dịch vụ tài chính quốc tế của Ấn Độ IFSCA đã ký một thỏa thuận vào ngày 18 tháng 9 nhằm tạo điều kiện cho sự hợp tác và thúc đẩy quan hệ đối tác giữa hai quốc gia trong lĩnh vực FinTech. Thông tin được trang Today Online cập nhật gần đây. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Singapore, ông Warren đã chứng kiến toàn bộ quá trình diễn ra lễ ký kết thỏa thuận trong chuyến công du chính thức tới Gujarat, Ấn Độ. Trong bài phát biểu của mình, ông Rang đã ca ngợi về mối quan hệ đối tác ngày càng phát triển giữa hai quốc gia, đồng thời gọi thỏa thuận hợp tác FinTech là một thỏa thuận mang tính bước ngoặt, vì đây là thỏa thuận đầu tiên giữa Ấn Độ và Singapore trong lĩnh vực công nghệ tài chính, theo cơ chế sandbox. Ông cho biết thêm, chính phủ Singapore hy vọng rằng thỏa thuận này sẽ mở ra một không gian chung cho các công ty FinTech ở cả hai quốc gia. Đây sẽ là nơi thực hiện các kế hoạch đổi mới của họ, góp phần tạo ra việc làm và các khoản đầu tư mới. Giám đốc công nghệ của IFSCA, ông Joseph Johi tin rằng mối quan hệ hợp tác này sẽ mở ra một cầu nối FinTech đóng vai trò bệ phóng cho lĩnh vực công nghệ tài chính cho cả Ấn Độ và Singapore. Trong phát biểu mới đây, chính phủ Maldives đã bày tỏ hy vọng rằng Mỹ sẽ mở đại sứ quán đầu tiên ở quốc gia Ấn Độ Dương này vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau. Bên cạnh đó, các nhà chức trách quốc đảo cũng mong muốn có thể mở lại đại sứ quán tại Washington. Phát biểu tại một sự kiện ở New York, Ngoại trưởng Maldives, ông Abdullah Shahid cho biết ông tin rằng quan hệ giữa Maldives và Washington chưa bao giờ mạnh mẽ như lúc này. Ông nói thêm, hy vọng rằng vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau, chúng tôi sẽ đưa Đại sứ quán Mỹ tại Maldives đi vào hoạt động. Đây sẽ là sự kiện mang tính lịch sử. Cũng tại sự kiện ở New York, Ngoại trưởng Shahid còn thông báo mục tiêu xây dựng lại và phát triển Đại sứ quán Maldives tại Washington, vốn phải đóng cửa vì thiếu kinh phí vào năm 2008. Trước đó, cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã công bố kế hoạch mở Đại sứ quán Mỹ tại Maldives trong chuyến thăm đến quốc đảo hồi 2020. Trong bối cảnh quốc gia Ấn Độ ngày càng thể hiện vai trò quan trọng của mình tại khu vực, nơi Washington đang cạnh tranh tầm ảnh hưởng với Bắc Kinh. Hồi tháng 7, Tổng thống Joe Biden đã bày tỏ ý định đề cử ông Hugo Eowoon làm đại sứ Mỹ tại Maldives. Kính thưa quý vị, sau những lo ngại liên quan đến cáo buộc tham nhũng, Ủy ban Liên minh châu Âu đã chính thức đề xuất đình chỉ khoản tài trợ 7,5 tỷ euro cho Hungary. Trong động thái sau đó, phía chính phủ Hungary đã lên tiếng nói rằng nước này sẽ đáp ứng tất cả các cam kết của mình với Ủy ban châu Âu để mở khóa các gói tài trợ. Bộ trưởng Phát triển của Hungary, ông Tibor Navracsich, người chịu trách nhiệm đàm phán với Liên minh châu Âu cho biết, mình hy vọng sự thay đổi của Hungary sẽ thuyết phục được với Ủy ban châu Âu rằng các biện pháp cải cách tham nhũng được thực hiện sắp tới đủ khả năng bảo toàn các quỹ của EU không bị thất thoát. Bộ trưởng Navracsich phát biểu trong một cuộc họp báo rằng các quy định trừng phạt của Ủy ban châu Âu sẽ không được thông qua vì chúng tôi sẽ thực thi các cam kết của mình. Các cam kết mà chúng tôi đưa ra đều nằm trong khả năng có thể thực hiện được, do đó chúng tôi không quá lo ngại về việc cắt giảm tài trợ. Ông Narasis bày tỏ hy vọng Ủy ban châu Âu sẽ rút lại các biện pháp trừng phạt đã đề xuất đối với Hungary vào ngày 19 tháng 11. Trước đó, vào ngày 18 tháng 9, Ủy ban châu Âu về ngân sách, ông Johannes Hahn đã công bố quyết định đình chỉ tài trợ với Hungary. Trong tuyên bố này, ông nêu rõ những bất thường mang tính hệ thống trong luật mua sắm công của Hungary, đồng thời quốc gia này không có đủ biện pháp để chống lại xung đột lợi ích, tồn tại sự yếu kém trong hệ thống tư pháp và những thiếu sót trong các biện pháp chống tham nhũng. Phía Hungary cho biết thêm, chính phủ quốc gia này sẽ đệ trình kế hoạch thành lập cơ quan chống tham nhũng lên Quốc hội vào ngày 15 tháng 9, nhằm giám sát các hoạt động mua sắm công từ các khoản tài trợ của EU. Bên cạnh đó, chính quyền Hungary cũng cam kết thực hiện một số biện pháp chống tham nhũng khác, bao gồm ban hành các quy định về xung đột lợi ích một cách chặt chẽ hơn, mở rộng phạm vi báo cáo tài chính và quyền lực của các thẩm phán trong việc truy quét các nghi can tham nhũng. Tổng thống Iran Ebrahim Raisi mới đây đã nói rằng Tehran sẽ nghiêm túc đối với việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 nếu Mỹ đảm bảo rằng sẽ không rút khỏi chương trình này một lần nào nữa. Phát ngôn được ông Raisi đưa ra trong cuộc phỏng vấn hôm 19 tháng 9 trước chuyến đi đến New York để tham gia cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Cũng trong bài phát biểu, ông Raisi nói thêm, người Mỹ đã đơn phương rút khỏi thỏa thuận. Giờ đây, việc đưa ra những lời hứa ngày càng trở nên vô nghĩa. Đó là lý do tại sao chúng ta cần một sự đảm bảo ở đây. Hồi tháng 3, tiến trình đàm phán hồi sinh thỏa thuận hạt nhân năm 2015 gần như đổ vỡ do các bất đồng giữa Mỹ và Iran. Trong đó, Tehran một mực yêu cầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA đóng cuộc điều tra về các dấu vết uranium được tìm thấy tại 3 địa điểm mà Iran không báo cáo. Đến nay, vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy Tehran và Washington chịu nhượng bộ để giải quyết bế tắc. Theo Reuters, Iran dự định sẽ thể hiện thiện chí trong nỗ lực hồi sinh một thỏa thuận bền vững tại cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, Reuters nhận định rằng Tổng thống Joe Biden sẽ khó đưa ra sự đảm bảo mà Iran mong muốn, bởi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 là một hiệp ước dựa trên yếu tố chính trị, thay vì ràng buộc về pháp lý. Cũng trong ngày hôm qua, bà Marine Le Pen, một chính trị gia thuộc đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia Pháp cho biết, đảng này phản đối và sẽ bỏ phiếu chống lại chính sách cải cách lương hưu của Tổng thống Emmanuel Macron và kế hoạch ngân sách năm 2023. Trong một cuộc họp nội bộ đảng ở Cap d'Anger, miền nam nước Pháp, bà Le Pen tuyên bố, chúng tôi sẽ phản đối các kế hoạch cải cách lương hưu của Tổng thống Macron, vì điều này hoàn toàn không công bằng và gây chia rẽ đất nước. Tổng thống Macron muốn bắt đầu thực hiện các thay đổi vào mùa hè năm sau, trong đó bao gồm tăng độ tuổi nghỉ hưu lên 65 tuổi. Phía cực hữu của Pháp đã đạt được một thành công lịch sử trong cuộc bầu cử các nhà lập pháp hồi tháng 6. Theo thông tin từ Reuters, giờ đây số thành viên của đảng này trong cơ quan lập pháp là 89 người, thay vì 8 người trước đó. Chiến thắng này đã chuyển biến Mặt trận Quốc gia Pháp từ một phe đối lập nhỏ thành đảng lớn thứ hai trong Quốc hội Pháp. Bà Le Pen cũng cho biết kế hoạch ngân sách 2023 sẽ được tranh luận vào những tuần tới. Kính thưa quý vị, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và vợ đệ nhất phu nhân Brigitte đã đến thủ đô London, Anh để tham dự tang lễ cấp nhà nước của nữ hoàng Elizabeth II. Theo Reuters, thuộc khuôn khổ chuyến đi, vợ chồng nhà lãnh đạo Pháp đã tặng vua Charles III một cuốn sách gồm những hình ảnh của nữ hoàng trong các chuyến thăm đến Pháp. Dẫn lời các quan chức Pháp, Reuters cho biết Tổng thống Macron đã trao cuốn sách ảnh về cố nữ hoàng của vua Charles III trong bữa tiệc chiêu đãi các nguyên thủ, quan chức thế giới của nhà vua tại cung điện Buckingham vào tối ngày 18 tháng 9, tức một ngày trước tang lễ nữ hoàng. Trong 7 thập kỷ trị vì, nữ hoàng Elizabeth II đã nhiều lần đến thăm nước Pháp và lần cuối cùng là hồi năm 2014. Trong bài phát biểu tri ân cố nữ hoàng hồi tuần trước, Tổng thống Macron đã tự hào nói rằng không có quốc gia nào có vinh dự đón tiếp nữ hoàng đến thăm đất nước nhiều như chúng tôi. Nữ hoàng Elizabeth II băng hà hôm 8 tháng 9, hưởng thọ 96 tuổi. Sự ra đi của bà đã để lại nỗi tiếc thương cho công chúng toàn thế giới. Phần cuối chương trình sẽ là các thông tin xã hội văn hóa nổi bật vừa diễn ra. Kính thưa quý vị, một trận động đất mạnh 6,8 độ Richter đã tấn công khu vực đông nam của hòn đảo Đài Loan vào ngày 18 tháng 9, gây nhiều thiệt hại, trong đó một tòa nhà đã đổ sụp. Cơ quan cứu hỏa trên đảo Đài Loan cho biết, 4 người đã được giải cứu khỏi một tòa nhà bị sập tại thị trấn Ngọc Lý, trong khi 3 người khác bị rơi xuống một chiếc cầu bị hư hại nặng hiện đã được đưa đến bệnh viện. Trong báo cáo cập nhật sáng nay, chính quyền đảo Đài Loan đã ghi nhận một trường hợp thiệt mạng và 146 người bị thương liên quan đến trận động đất. Bên cạnh đó, dịch vụ đường sắt của đảo Đài Loan cũng thông báo 6 toa tàu đã bị trật khỏi đường dây tại ga Đông Lệ, miền đông hòn đảo. Tại khu vực miền núi Lục Thập, có hơn 600 người bị mắc kẹt do các con đường bị phong tỏa. Mặc dù không ghi nhận thương vong, nhưng lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực để mở lại các tuyến đường này. Theo báo cáo từ cơ quan khí tượng, tâm chấn cơn động đất nằm ở quận Đài Đồng, theo sau một cơn động đất mạnh 6,4 độ Richter xảy ra vào tối hôm trước trong cùng khu vực. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ đo được cường độ trận động đất đạt 7,2 độ Richter ở độ sâu 10 km. Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương của Hoa Kỳ cũng đưa ra cảnh báo về trận động đất đối với hòn đảo Đài Loan. Tuy nhiên, cảnh báo này cũng đã được dỡ bỏ ngay sau đó. Reuters cuối tuần qua đưa tin, Mathias Pogba, anh trai của cầu thủ người Pháp Paul Pogba, đã chính thức bị buộc tội có liên quan đến một vụ tống tiền nhằm vào em trai. Người này bị từ chối yêu cầu tại ngoại và hiện phải ngồi tù chờ kết quả điều tra các cáo buộc phạm tội. Reuters cho biết thêm, ngoài Mathias Pogba, 4 nghi phạm khác cũng bị truy tố, bắt tạm giam vì tống tiền có tổ chức và tham gia vào một băng nhóm tội phạm với mục đích chuẩn bị phạm tội. Các đối tượng từ 27 đến 36 tuổi và đều là họ hàng của anh em nhà Pogba. Trong bài đăng gần nhất trên mạng xã hội, Mathias đã phủ nhận toàn bộ các cáo buộc chống lại mình và tố em trai dối trá, từng thuê phù thủy để yểm bùa ngôi sao của PSG, Kylian Mbappé. Hồi đầu tháng, văn phòng công tố Paris đã mở cuộc điều tra sau khi tiền vệ Juventus Paul Pogba đệ trình đơn khiếu nại nêu rõ bản thân là mục tiêu bị tống tiền và đe dọa từ một băng đảng có tổ chức. Paul, 29 tuổi, cho biết anh phải trả 100.000 euro cho những kẻ quấy rối vào tháng 3. Theo Reuters, một chiếc máy ảnh dạng súng được trưng bày tại một bảo tàng Trung Quốc. Chiếc này do binh lính Nhật Bản để lại trong một cuộc xung đột ở Trung Quốc vào Thế chiến thứ hai. Máy ảnh được trưng bày trong sự kiện kỷ niệm 91 năm ngày quân đội Nhật Bản tấn công vùng Đông Bắc Trung Quốc. Chiếc máy ảnh dạng súng dài 97 cm với một ống kính có đường kính 8,3 cm. Thiết bị này được lực lượng không quân Nhật Bản sử dụng trong các hoạt động huấn luyện và chiến đấu bằng súng. Ông Lưu Quyang Minh, người quản lý bảo tàng cho biết, khi pháo máy bay và súng máy khai hỏa, thì chiếc máy ảnh dạng súng này sẽ được khởi động để theo dõi kết quả đạn bắn. Ông Lưu nói thêm, chúng tôi nhận thấy rằng thiết bị này được sử dụng để huấn luyện các lực lượng không quân tại căn cứ của đơn vị 731. Nhưng để xác định rằng liệu chiếc máy ảnh chỉ được sử dụng trong các hoạt động huấn luyện thông thường hay dùng để quan sát tác động của cuộc chiến tranh thì cần phải nghiên cứu thêm. Đơn vị 731 là một căn cứ khét tiếng của quân đội đế quốc Nhật Bản trong việc nghiên cứu và phát triển vũ khí sinh học và hóa học. Đơn vị này đã thực hiện ít nhất 3.000 cuộc thí nghiệm trên người và hơn 300.000 người ở Trung Quốc đã bị giết bởi vũ khí sinh học của Nhật Bản. Reuters đưa tin, một tổ chức hoạt động môi trường ở Ai Cập đã hưởng ứng Ngày Quốc tế làm sạch bờ biển ngày 17 tháng 9 bằng cách xây dựng một kim tự tháp khổng lồ bằng chai nhựa bên bờ sông Nin. Tổ chức Verenin được thành lập vào năm 2018 với các hoạt động làm sạch sông Nin, một nguồn sống quan trọng của nhiều người dân Ai Cập. Để hưởng ứng sự kiện Ngày Quốc tế làm sạch bờ biển ngày 17 tháng 9, tổ chức này đã xây dựng một kim tự tháp khổng lồ từ các chai nhựa. Gần 60 ngư dân đã tiến hành thu thập các mảnh chai từ sông Nin trong suốt 45 ngày qua. Tổ chức hoạt động môi trường còn khuyến khích các ngư dân nhặt rác trên sông Nin để đổi tiền mặt. Sau đó, các loại rác thải, đặc biệt là nhựa, sẽ được tái chế thành sợi chỉ để sử dụng cho các nhà máy dệt hoặc được ứng dụng để làm nguồn điện. Tổ chức này cho biết, mỗi ngày, các ngư dân đã loại bỏ gần 100 kg rác thải nhựa từ sông Nin. Cứ đến dịp cuối tuần, hàng loạt sự kiện lễ hội sẽ được diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới. Nổi bật trong tuần qua, chúng ta không thể bỏ lỡ lễ hội Oktoberfest sôi nổi, khuấy động các con đường của nước Đức. Vào ngày 17 tháng 9, hàng triệu tín đồ của bia Đức đã đổ về thành phố Munich, bang Bayern để tham gia lễ hội bia Oktoberfest, nơi quy tụ gần 500 hãng bia cùng nhiều nhà hàng, quán nướng. Tại buổi lễ khai mạc, thị trưởng thành phố Munich, Dieter Reiter đã gõ 3 búa vào thùng bia đầu tiên như lời tuyên bố bắt đầu sự kiện. Đây là lần đầu tiên lễ hội bia của Đức trở lại sau 2 năm tạm hoãn vì đại dịch. Dự kiến, lễ hội bia Oktoberfest năm nay sẽ kéo dài đến ngày 3 tháng 10, ngày Quốc khánh Đức. Không chỉ ăn, uống và khiêu vũ, du khách còn có cơ hội thưởng thức các cuộc diễu hành đầy màu sắc cùng hàng loạt trò chơi ở khu hội chợ. Lễ hội bia Oktoberfest được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1910 để ăn mừng đám cưới của Thái tử Ludwig xứ Bayern với công chúa Therese của Sachsen-Hildburghausen. Cho đến nay, sự kiện này thu hút khoảng 6 triệu lượt khách tham gia mỗi năm. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Thế giới ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.